Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến bài học tiếp theo trong series các bài học về tự chạy quảng cáo, tự bán hàng ở trên Google AdWords. Thì tôi là Phan Anh. Và bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn phần lý thuyết là cách tính chi phí và giá thầu trong Google AdWords. Tất nhiên như tôi nói, đây là bài học lý thuyết để cho các bạn hiểu sơ lược về AdWords, đúng không? Sau đó thì tôi sẽ có một cái series riêng là dành cho cái việc là thực hành. Và thế thì cái chi phí ở trên AdWords nó sẽ được tính như thế nào? Thông thường thì người ta sẽ tính là mình gọi là tính giá thầu CPC hay CPM, giá một click là bao nhiêu tiền một nhát nhấp vào cái từ khóa đó. Đấy, thì chúng ta hay hiểu như vậy. Thế nhưng mà về mặt lý thuyết thì Google AdWords nó có rất nhiều cách, đúng không? Thí dụ như nó tính phí quảng cáo trên số lượt hiển thị, ví dụ như là giá của một CPM là bao tiền. Nếu mà mình chỉ quan tâm đến CPM mà mình không quan tâm đến CPC thì mình sẽ đặt như vậy. Đấy, một CPM thì bằng 1.000 lượt hiển thị nhá. Cost per mile 1.000 lượt hiển thị. Đấy. Thế thì nếu mà bạn đặt giá thầu này thì thông thường là khi mà bạn muốn tăng nhận biết thương hiệu, đấy, thì mình chưa quan tâm lắm đến click, đúng không? Cứ mở ra là thấy Phan Anh, ok. Sau đó thì mình mới đến cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 mình mới quan tâm đến cái hành động sau, đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ trả phí mỗi khi mà cái người xem quảng cáo họ nhấp vào cái quảng cáo của bạn, mình gọi là nhấp chuột đấy. CPC hay là CPA, đúng không? CPC là cost per click. Thế còn mà mỗi khi một cái người ta hành động một cái cụ thể, có một cái hành động cụ thể nào trên trang web của bạn thì cái đấy người ta hướng tới CPA hay CPA là cost per action. Tức là trả tiền trên mỗi một cái tương tác hành động ở trên cái website mà chúng ta sẽ tối ưu. Thế thì các bạn sẽ cần quan tâm đến cái giá thầu tối đa cho mỗi lần nhấp chuột. Đấy, giá thầu max, giá thầu min và giá thầu bình quân. Và bạn cũng cần quan tâm đến cái ngân sách hàng ngày. Bởi vì AdWords cũng giống như Facebook, cũng giống như là hầu hết các công cụ quảng cáo trực tuyến hiện nay thì đều tính phí theo ngày. Thế thì chúng ta sẽ bỏ một khoản chi phí ra thì chúng ta sẽ tính phí theo ngày. Thí dụ như mình chạy 100.000 một ngày và giá thầu bình quân là CPC trung bình là 5.000 đồng một click thì một ngày mình sẽ thu được tối đa là 20 click thì mình sẽ hết tiền. Thế thì nhân với tỷ lệ CTR là 5%, 5% thì tức là cứ 1.000 hiển thị bạn sẽ có 50 click. Vậy thì bạn chỉ hiển thị khoảng 500 lượt thì bạn sẽ thu được khoảng 20-25 click rồi. Thì như vậy là bạn đã hết 100.000. Đấy. Thì lúc này mình sẽ quan tâm đến cái khái niệm là đấu giá và đấu thầu đấy. Quảng cáo AdWords cũng như là quảng cáo Facebook đều theo phương pháp đấu giá là bidding price. Và tôi xin nói với các bạn là AdWords là cha đẻ của cái quảng cáo trực tuyến. Sau này thì Facebook mới học theo, rồi các công cụ khác mới học theo. Chứ còn cái bidding price thì nó bắt đầu từ Google AdWords. Ý tôi muốn nói là cái công cụ cái tính năng này nó có ở trên AdWords đầu tiên trong các công cụ quảng cáo trực tuyến phổ biến đó. Thế thì chúng ta sẽ phải đấu giá. Đấu giá là thế nào? Đấu giá là các cái nhà quảng cáo phải tranh giành, phải đấu với nhau để sẵn lòng trả cho Google cái mức phí cao nhất để đạt được cái mục tiêu của mình. Đấy. Và cái quy trình này thì Google người ta lập ra một cái quy trình mang tính hệ thống. Tất nhiên chúng ta không được biết cái hệ thống nó như thế nào, nhưng chúng ta học về mặt lý thuyết thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta biết được nó như thế nào thì thực sự là quá là xuất sắc luôn, đúng không? Thí dụ như là nó sẽ tìm kiếm này, sau đó nó sẽ thu gọn quảng cáo này, sau đó nó lại quảng cáo được rút gọn này, sau đó quảng cáo được sắp xếp thứ tự này, sau đó quảng cáo xuất hiện này, sau đó lặp lại quá trình này, đúng không? Sau đó là nó sẽ đánh giá cái mức độ cạnh tranh của những nhà quảng cáo về cái từ khóa đấy, thì nó sẽ đưa ra cái giá thầu bình quân. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái giá thầu bình quân ở Việt Nam đối với AdWords thì nhìn chung là bây giờ tương đối là cao, trong tất cả các ngành đều cao, đặc biệt là như là iPhone, ngành điện tử này, bất động sản này, rồi thì đào tạo trực tuyến này, những cái một số những cái ngành như vậy từ khóa rất là đắt. Theo có những ngành nó hẹp hẹp hơn hoặc là những cái sản phẩm nó mới hơn thì cái từ khóa nó cũng rẻ hơn chút, nó có thể đôi 3.000, nhưng mà thông thường bây giờ 4-5.000 trở lên rất là nhiều,
Thế thì chúng ta phải kiểm soát chi phí bằng cách là thiết lập ngân sách này, chạy quảng cáo làm sao cho hiệu quả này, đấu thầu làm sao cho nó hiệu quả, mức giá làm sao cho nó rẻ nhất mà vẫn đạt được cái tối ưu của mình. Đấy, sau đó thì chúng ta phải có những kinh nghiệm, chúng ta điều chỉnh chiến lược, chiến dịch, chúng ta điều chỉnh thông điệp, chúng ta điều chỉnh giá thầu, hay là thủ công, hay là bằng tay, tối ưu cái này, tối ưu kia, vân vân. Thì trong cái phần thiết lập thì tôi sẽ giới thiệu thêm, được chưa ạ? Đấy. Thế cái quảng cáo của chúng ta thì bao giờ nó cũng liên quan đến cái điểm chất lượng, liên quan đến giá thầu, và nó hình thành nên cái khái niệm về vị trí hiển thị. Thế thì cái video tiếp theo thì tôi sẽ nói về cái xếp hạng và cái vị trí hiển thị trong quảng cáo của AdWords sau nhé. Thì cái bài này thì tôi nói đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu về những cái mà tôi vừa trình bày với các bạn ấy. Đấy, đấy chính là cái tính chi phí như thế nào, đúng không? Còn cái chi phí đấy nó cũng ảnh hưởng rất là trực tiếp đến cái vị trí hiển thị và hiệu suất của chiến dịch. Tuy nhiên là chi phí đắt không có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ hiệu quả, và chi phí rẻ không có nghĩa là quảng cáo của bạn sẽ không hiệu quả. Nó là tổng hợp của rất nhiều yếu tố, bao gồm chi phí, tối ưu trang đích, thông điệp quảng cáo, từ khóa, thời điểm chạy, kết hợp chương trình khuyến mại, kinh nghiệm chạy của mình, nhóm từ khóa. Thì đấy là cái bài học hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.